Chào đón quý vị đến với chương trình Nail Today Show với Hồng Sâm và Kevin Khoa. Ngày hôm nay chúng tôi trở lại chương trình để cùng gửi đến quý vị một cái chương trình mà quý vị yêu cầu rất nhiều và rất yêu thích khi hai chị em chúng tôi đã làm, đó là chương trình Salon Remodeling. Đây là một chương trình rất là hữu ích giúp cho quý vị biết làm sao mình có thể có một cái idea làm sao để remodeling cái tiệm của mình, một cái không gian nhỏ mà biến thành một cái nơi rất là đẹp và sang trọng. Và ngày hôm nay mình nói tới cái package mà mình sẽ đổ cái chỗ này thành một cái salon đẹp là cái gì Khoa? Đó là một cái package mới nhất của công ty Lexor. Rồi đấy quý vị thấy mặt chị Hồng Sâm một qua là quý vị biết ngay là Lexor phải không quý vị? Và thưa quý vị, và chương trình hôm nay đó là có 46 miếng. Đúng rồi. 46 piece. Pieces, có sale rất là đặc biệt. Đúng rồi. Và chúng ta sẽ nói quý vị sau, và chúng ta phải remodel trước, gửi quý vị những cái hình ảnh trước, rồi chúng ta nói quý vị mới tin chứ phải đúng không? Đúng rồi. Là nhưng mà trước khi vào thì chị Hồng Sâm thì nói cho quý vị biết là ngày hôm nay, lần trước thì Khoa với Sâm đã Hồng Sâm đã làm một cái chương trình chỉ có 300 square feet và 400 square feet để cái này tới 900 square feet là một cái tiệm rất là lớn đúng rồi. Và nó cũng rất là vuông vắt cho nên rất là dễ làm. Nói chung là cái chương trình ngày hôm nay quý vị xem là chưa có phải là check out, có nghĩa là Hồng Sâm với Kevin Khoa chỉ làm sơ cho quý vị thấy là một cái không gian như thế nào thôi, chứ không phải là một cái mà treo đồ nhiều trên tường hay là sơn phết thì nhiều cho cái location này. Nhưng mà những cái lần tới thì Hồng Sâm và Kevin Khoa sẽ cho quý vị những cái surprise là chúng tôi sẽ có những cái chương trình rất là đặc biệt để mà build những cái tường, làm những cái chương trình hấp dẫn hơn. Chúng ta bây giờ chương trình hôm nay đó, chúng ta chỉ có để vào chỗ trống những cái món đồ của Lexor thôi. Yes, đúng rồi. Và nếu mà chúng ta làm hết đó thì chương trình rất là dài. Dạ, đúng rồi. Mà không biết quý vị rất là bận, quý vị chỉ muốn coi là làm sao như ngay như thế nào. Yeah, và chương trình kế sẽ là trang trí thêm. Đúng rồi. Và bây giờ xin mời quý vị, quý vị đã thấy cái bức hình trước của cái tiệm 900 square feet rồi. Và bây giờ là bức hình sau khi chúng tôi đặt đầu vào. Và bây giờ xin mời quý vị cùng bắt đầu. Và kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ giới thiệu quý vị những món hàng của công ty Lexor hôm nay đặc biệt gửi quý vị trong một bộ 46 miếng từ ngoài cửa tiệm vào tới trong quý vị nhé. Đúng rồi. Cho nên bây giờ thí dụ quý vị thấy là đây là 900 square feet mà giờ chúng tôi đã lót xong hết rồi và sơn tường rồi. Thì đầu tiên là trong package này là có một cái kệ nước sơn. Cái kệ này thì mình để phía đầu mình đi vô cho nó khỏi tốn chỗ. Có cái hộc để mà mình đựng đồ ở phía dưới luôn. Và có cái stand một mình. Ok. Cái thứ hai là cái countertop. Reception countertop. Và quý vị thấy rằng là nó cùng một cái cung lê hết. Đi chung một cung lê. Và tiếp theo là bước vào trong đây. Thì quý vị thấy là 6 cái bàn. Mình có 6 cái bàn. Thì cách của Khoa với Hồng Sâm làm là để bên này 4 cái và tủ cái kiểu một như thế này thì thợ ngồi phía trong và cảm thấy nó hơi nó privacy một chút xíu. Và quý vị sẽ thấy có cái tiệm quý vị có chiều sâu hơn. Đúng rồi. Thì chúng ta xếp cong thay vì chúng ta xếp thẳng một hàng thì thấy nó rất là hai chiều, đúng rất rồi. Là flat. Đúng rồi. Quý vị để cong như thế này thì cái tiệm quý vị sẽ nhìn rộng hơn và sâu hơn. Đó đúng là rồi. Một cái mẹo chúng tôi gửi quý vị. Rồi. Và bên đây thì chúng tôi để thêm 2 cái bàn bên này nữa cho đủ thành 6 bàn. Rồi trong cái package này thì có thêm một cái hơ tay, cái này hơ tay và hơ chân luôn. Nó đi cùng một cung lê. Và cái này thì tại vì chưa cắm điện vô, cắm điện sẽ có đèn ở phía trên và phía dưới. Đặc biệt là trong cái bàn nail thì có cái hộc hơ tay luôn quý vị. Cho nên quý vị bỏ cái đèn ở dưới đó và làm treo hay hơ tay tại chỗ, không cần phải giờ đi đâu cả. Vâng. Ok. Và sau đây đến cái nhân vật chính. Nhân vật chính của là ngôi sao của chúng ta hôm nay là những chiếc ghế spa của công ty Lexor. Quý vị thấy chiếc ghế như thế này. Và đây là cái package 8 ghế. 8 ghế, 6 bàn và một cái countertop, một cái kệ nước sơn, một cái hơ tay. Thì khi mà quý vị thấy 6 cái bàn này thì chúng mình có cả 4 cái pedicord đi chung. 4 cái pedicord. Mà cái pedicord này rất là đẹp là từ vì nó cao và mình có thể làm vừa làm tay làm chân được. Cho nên rất là thuận tiện. Thì cái cách là như quý vị thấy sau lưng là có những cái sink, cái kiến. Thì cái đó nhìn quý vị thấy là có cũng hợp với cái bộ này. Nhưng mà trong cái package này thì những cái đó là không có. Quý vị có thể mua thêm. Nhưng những cái đó quý vị đều thấy là của công ty Lexor sản xuất hết. Thì những cái ghế, cái bàn, những cái kệ rửa tay và những cái kiến đó là của công ty Lexor luôn. Cho nên cái package này là 46 miếng. Vâng. Và kính thưa quý vị, chúng tôi có 8 cái ghế spa chair. Thì chúng tôi cũng có luôn 8 cái ghế để cho những người thợ ngồi làm pedicure, gọi là pedicure stool. Yeah. Yes. Mà nó cùng màu hợp hết quý vị. Cái này là một trong những cái màu mà Khoa thích nhất, thì Khoa chọn là màu xanh để mà làm cho cái tiệm này. Nhưng mà nó sáng. Đúng rồi, nhưng mà có nhiều màu khác quý vị có thể chọn trong cái package này nữa. Đó là cái giá rất là đặc biệt, là từ vì chỉ có 46 miếng mà quý vị chỉ mua vỏn vẹn gần 22.000 mà thôi. Và chưa nữa, chúng ta có những cái đồ treo tường bằng canvas. Đúng rồi. Tức là bằng design rất đúng là rồi, đẹp. Đúng rồi. Vâng, miễn phí. Vâng, miễn phí. Yes. Thật ra quý vị, nếu mà quý vị chưa có biết là quý vị design trên tường, quý vị gắn những cái đồ gì
thì chúng tôi take care của vị luôn rồi. Đúng rồi. Và quý vị được tặng thêm khi mà mua cái package này 46 miếng là vỏn vẹn cỡ 22.000. Giá bình thường là gần 31.000 thì quý vị có thể được tặng thêm là cái 8 cái miếng canvas, một cái bộ canvas. Thì bây giờ quý vị thấy là cái tường này đang để trống là từ vì Hồng Sâm vừa qua chưa có thời gian treo lên, thì quý vị có thể treo những cái canvas ở trên cái tường bên phía này. Rồi ngoài ra còn được tặng cái EcoJet liner nữa vâng. Khoa. Thì quý vị có được tặng hình như là 4 cái thùng. 4 thùng, dạ vâng. Rồi. Và ngoài những cái package này ra, quý vị được free zero down, zero financing. Vâng. Rất là hấp dẫn. Và quý vị có cơ hội trúng một chiếc xe Mercedes, Mercedes không? Yes. Tức là mỗi cái ghế này nè, mỗi chiếc ghế là quý vị có một cái ticket, một cái vé số. Đúng. Quý vị mua 8 ghế trong cái package của chúng ta hôm nay là quý vị có 8 cái vé số, 8 cơ hội để chúng ta trúng được chiếc xe Mercedes. Đúng rồi, vừa rồi có người trúng được Khoa, vừa rồi chị Cúc Huỳnh trúng ở bên Sao Texas. Em không trúng kì ạ? À? Tại vì Khoa không có phù ghế. Là trúng, vừa rồi có người trúng rồi. Thì bây giờ cuối tháng 7 thì sẽ có một cái chương trình sổ số tiếp, cho nên quý vị muốn có cơ hội vừa có tiệm làm tiệm đẹp, vừa có cái giá on sale, có cơ hội trúng Mercedes và được tặng những cái quà này miễn phí. Quý vị ở trên 50 tiểu bang của Hoa Kỳ, ở đâu quý vị order cũng được và ở đâu chúng tôi cũng gửi vé số quý vị. Đúng rồi, và được free shipping. Oh wow. 2 năm guarantee. Còn gì nữa ta? Thắng Mercedes. Đặc biệt là được chị em chúng tôi cố vấn salon remodeling miễn phí. Đó là cái mà đắt hàng nhất mà hôm qua. Nếu quý vị muốn mời Kem Khoa và Hồng Sâm đến tiệm của quý vị, sẵn sàng. Sẵn sàng, chỉ có cần order private chat là chị em chúng tôi leo lên tới. Nói giỡn thôi, nhưng quý vị có thắc mắc gì mà quý vị muốn tìm hiểu thêm cái cách làm sao sắp xếp trong tiệm và cái tắc như thế nào thì quý vị có thể email về là hongsam@nailsdayshow.com. Còn không nữa, quý vị cứ gọi vào số phone trên màn hình của công ty Luxor và chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị. Quý vị cứ nhắn tin lại là muốn nói chuyện với Hồng Sâm hoặc Kevin Khoa thì chúng tôi sẽ giúp cho quý vị có một cái tiệm thật là đẹp mà cái đó không cần cost extra. Vâng. Thì chúng tôi sẽ willing để giúp cho quý vị khi mà công ty Luxor bảo trợ cho chương trình chúng tôi thì chúng tôi sẽ giúp cho quý vị có cái idea làm sao làm cho cái tiệm đẹp, phải không Khoa? Chắc chắn rồi thưa quý vị. Và Khoa xin nhắc lại, một bộ 46 miếng của công ty Luxor ngày hôm nay giá bình thường là 30.948. Hôm nay sale còn có 21.995. Quý vị hãy gọi điện thoại ngay và mỗi một chiếc ghế spa quý vị mua, quý vị sẽ được một vé số để sổ số trúng một chiếc xe Mercedes. Và trong cái package chúng ta hôm nay có 8 chiếc ghế. Đúng rồi. Và nếu quý vị có thắc mắc gì về cái chương trình này, salon remodeling hoặc là mua những cái package như thế này, quý vị có thể gọi vào số 1866 Teddy Spa hoặc là 1866 773 4772 để chúng tôi có thể hỗ trợ và giúp cho quý vị làm sao để remodeling cái tiệm quý vị thật đẹp với cái giá rất là rẻ mà quý vị không cần phải trả tiền lời, no money down, zero financing. Quá sung sướng phải không? Yes. Và thưa quý vị, nếu quý vị có thắc mắc thêm về thể lệ của cuộc bỏ vé số trúng chiếc xe Mercedes thì quý vị hãy vào website là www.lexor.com. Yes. Và thưa quý vị, Khoa có nói với chị Hồng Sâm đó là có những quý vị cái tiệm quý vị lớn hơn 900 square feet hoặc là nhỏ hơn. Đúng thì rồi. Chúng tôi có những cái deal khác. Đúng. Và những cái package khác cũng rất là đặc biệt không kém. Yes. Chúng tôi chỉ nhắc quý vị biết là chúng tôi có một cái package cho cái tiệm nhỏ hơn là 33 piece. Giá bình thường là 20.152 và giá sale hôm nay là 15.995. Wow. Và một cái package lớn hơn, cái tiệm của vị lớn hơn 900 square feet. Yes. là cái package đó là 58 piece. Yes. Chị Hồng Sâm nói về cái package. Dạ, cái này 58 piece mà cái này là cái package elite. Thì quý vị thấy là cái ghế này ngày xưa là 4.500 một cái, nhưng bây giờ quý vị mua cái 58 miếng này thì quý vị có tới 10 cái ghế elite và có 8 bàn nail, 8 cái ghế thở, 8 cái ghế khách và có tới 10 cái pedestal. Thì cái package này tổng cộng như thế này, quý vị chỉ trả có 36.995 đô mà thôi. Giá bình thường là 55.495 thưa quý vị. Đúng rồi. Và wow, quý vị vẫn được cái một cái nail potty strap, vẫn có cái đồ hơ tay, có một cái countertop và có pedicure. Và 10 cái ghế elite quý vị có 10 cơ hội trúng chiếc xe Mercedes. Chính xác luôn. Đó là cái tiệm cho những ai muốn sang hơn và nhiều hơn thì 58 miếng. Cho nên một lần nữa nếu quý vị có thắc mắc gì về cái salon remodeling, quý vị có thể vào YouTube và đánh vào Nail Today Show với Hồng Sâm, with Hồng Sâm hoặc là Nail Today Show, bấm slash cái Hồng Sâm hoặc là slash cái Kevin Khoa thì quý vị sẽ có những cái chương trình mà chúng tôi đã bỏ trên YouTube, quý vị có thể coi lại những chương trình này. Và có câu hỏi gì quý vị có thể gửi email về hongsam@nailtodayshow.com hoặc gọi vào số 1866 733 4772 hoặc là 1866 Pedispa. Một lần nữa Hồng Sâm và Kevin Khoa rất cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Nail Today Show lần tới. Xin mến chào tạm biệt.